giờ hôm nay. Xin mời chị Hà, giám đốc đại diện của Viagame phát biểu luôn, đến phát biểu và giải thích rõ ràng cho tụi em. Như vậy, theo cái chương trình mình thì mình xin mời cùng giới thiệu ba kinh nghiệm của mình trước và các đại sứ chính đồ. Thôi, hôm nay tôi là danh nghĩa chủ nhà. Bởi cách làm việc của một người gọi là chủ nhiệm câu lạc bộ, thực sự là kịch bản chương trình có một phần thứ hai. Hà không dễ gì bỏ một đoạn đường khá dài ra với anh em hỏi mình. Dạ, thưa chị. Mình có kịch bản rõ ra trong cái buổi online này, đó phần một là gì, phần hai là gì. Chị nói ra chị coi thường tất cả cộng đồng. Không phải, vì chính em là coi thường bọn chị. Tại vì chị đã ra tới đây, đang ngồi, kịch bản của chương trình nó có từng sân. Bây giờ em muốn giải thích ngay, bởi vì tất cả mọi người đều mong muốn. Em giúp dùng mình nhìn lên sân khấu dùng mình ha. Mình sẽ có từng một nội dung đàng hoàng kịch bản của ngày hôm nay ha. Tại vì cái gì cũng vậy, một bữa tiệc đám cưới hay mà.